Đây có hai con Kubota 70 nè. 11 triệu nè một con. Kubota 70 11 triệu, mấy chắc cũng cùng luôn. Quá đẹp luôn. 95 11 triệu quá rẻ. Mới trong thùng luôn. Cái hàng này có bao hành. Đây 1 triệu. Đây. Cô ta luôn. Mới đẹp. Tới đây tới con 9 rưỡi nè. 1 triệu 500 nè. Quá đẹp luôn, mới luôn. Có bảo hành nha bà con. Quá đẹp. Bảo hành bà, mua bà con ơi. Con này 11 triệu. 9 ngôi rưỡi mà có 11 năm mà con. Chính ra nó xài rẻ ở 9 á, ở 9 mắc lắm. Con này rẻ nè, 9 16 7 triệu mà không được bảo hành mà con này nữa. Con này 11 năm 9 ngôi rưỡi, hàng mới trong thùng luôn. Bảo hành đồng hoàng. Khá đẹp. Đây. Ghê thiệt. Đây con mới rẻ mà. LV 125. Quá đẹp. Quá đẹp. Alo, điểm cái gì không anh? Dạ đúng không? Có anh. Anh ở đâu lận? Có 5 phút nữa đi lại thôi, tại hôm qua mới giao con không đề, con có đề để con coi sổ hỏi giá, nó hết cây xài đề lắm, đúng 5 phút điện lại báo giá cho. Rồi. Đây là T. Đây là dòng RT mà có. Đây dòng cà phê. Hôm qua bán con 32 về Cà Mau hết thành. Nhiêu vậy? 36. Nay Cà Mau mới hỏi. Alo. Dạ đúng rồi. Ủa anh mua con nào mới được chứ? Mười hai nữa rồi con nào? À con chảy nước phải không?
cái con màu xanh xanh đó, cái con 12 nữa đó, con đó 6 triệu đó anh, xanh xanh đó, dạ 6 triệu đó, 13 10 triệu. Đúng rồi, có con sơn, con chưa sơn, có con sơn hoàn toàn, còn con không sơn. Dạ dạ đúng rồi, đúng rồi anh. Dạ hai ngửa xếp tay. À, máy hệ gì anh? Nhiều quá, có thể nói chính xác tên gì là mới biết. Nhiều quá.